Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Trước mắt quý vị đây là đường Trần Phú quý vị nhé. Một bên phía núi và một bên phía biển. Hôm nay biển này rất nhiều tàu thuyền qua lại. Rất là đẹp. Chỗ này có những cái bãi đá này. Ra đây ngồi đây có cái cây rất là mát, ngồi ngắm biển các thứ tuyệt vời. Rất là mát mẻ. Thì giới thiệu quý vị một cái căn nhà bán nằm ở trên cái mặt tiền đường Trần Phú này. Nó gần với vị trí ở đây tôi đang quay video. Trụ sở khu phố 1 ở phường 5 ha. Đây. Thì cái căn nhà là mặt tiền của cái đường Trần Phú này nhé, phía núi, lưng tựa núi ha, lưng tựa núi. Thì cái căn nhà tôi muốn giới thiệu quý vị đây thì có diện tích là 196 m², tức là xấp xỉ 200 m² rồi. 200 m² nhà trệt một lầu, chiều ngang là 8 m², sâu vào 23, đất ở hoàn toàn có bìa hồng hoàn công á, đang chào bán với giá 22 tỷ, là nhìn trực diện ra biển đây quý vị nhé, nhìn trực diện biển cực kỳ đẹp, quý vị thấy không? Hôm nay thì trời nó không được trong xanh bởi vì mà mới đêm vừa rồi trời mưa rất là to. Đấy. Ý là tôi muốn giới thiệu là một cái video ngắn giới thiệu cho quý vị biết một cái lô, một cái căn nhà nhìn trực diện ra phía biển này, quý vị thấy hình dung không? Đây đường Trần Phú này, đấy, nhìn ra biển này, nhà ở phía bên này, đó. Đây là một cái căn nhà có thể vị nói là vị trí vô cùng đắc địa. Chỗ này thì gần với lại giáo xứ Sao Mai, gần với lại nhà hàng Lâm Đường này, nhà hàng hải sản Lâm Đường, rồi gần nhà hàng Thành Phát các thứ ở khu vực này. Đấy thì quý vị nào quan tâm một cái căn nhà mà hướng biển có thể nói là cũng là hiếm có ở thời điểm này, nhìn trực diện ra biển, không có bị chắn trước cái gì hết đó, thì cứ liên hệ với chúng tôi. Có một căn nhà cực kỳ, nhà thì không được đẹp đâu, nhà thì cũ rồi, coi như là cũng chỉ bán đất thôi, nhưng mà nói chung cũng ở tốt. Ý nói là nhà cũ thôi chứ không phải là quá đẹp, bởi vì đời mới bây giờ thì nhà ai xây cũng đẹp. Thì cái này nó là xây cũ rồi, xây lâu rồi, nhưng mà cũng là dạng kiên cố chứ không phải là gì cả. Đấy thì sơ bộ cho quý vị biết một cái căn nhà như thế. Quý vị nào quan tâm ở đây thì cứ liên hệ với chúng tôi nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.